khóa quá im luôn nè, đề nè. Rồi, chìa khóa lên đề nè, đề cái một luôn nè. Đó, đề là lụm liền, khỏi chờ đợi. Chào anh em đã đến với kênh anh Thợ Độ Suzuki nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mình giới thiệu cho anh em một cái con Shogun với một cái bản độ khác. Và mình đã bán cái con Shogun này cho một anh ở Long Khánh, Đồng Nai. Cái con này nó cũng rất là duyên, tại vì ở cái clip trước á, mình quay có dính mé dính cái con này vào trong clip. Và khi mà anh ấy thấy cái clip đó, anh ấy bắt điện thoại lên điện cho mình và hỏi mua. Mình thì cũng vừa muốn bán đâu, nhưng mà lỡ trùng dịp rồi thì mình bán luôn. Thì cái con này là cái con màu đen bóng nè, mình bán cho anh Long Khánh ở Đồng Nai. Con này rất là đẹp, cũng rất là đẹp nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi coi cái con này là như thế nào và mình bán cái con này với giá là bao nhiêu anh em nha. Rồi, thì với một cái bản độ rất là quen thuộc ở trên kênh anh Thợ Độ Suzuki, đó là mình sử dụng bản màu đen full đen bóng bản Night Rider cho con Shogun này. Con này ở thị trường Việt Nam anh em sẽ chưa thấy mẫu tem này đâu, tại vì mẫu tem này là chỉ có bên Indo có thôi. Và mẫu tem này mình đem về ha, mình đem nguyên bản độ này về Việt Nam, là bản Shogun Night Rider rất là đẹp ha. Một trong những một cái bộ sưu tập mà đó giờ anh em thấy trên kênh của mình rất là nhiều, đó là bộ sưu tập này là của thằng Suzuki, một cái bộ sưu tập rất nổi trội của Suzuki ha. Thì tổng quan về con này là một con dọn đơn sơ thôi, đơn giản thôi, đẹp khoảng chừng 8 điểm thôi anh em. Thì cái con này mình bán tổng cộng là 19 triệu à, 19 triệu full như thế này luôn, và kèm theo một số option anh chủ xe yêu cầu, đó là phuộc Showa và full dàn ốc Salaya nữa. Thì nó ra là và một cái đồng hồ mới nữa, thì nó ra là 23 triệu. 23 triệu anh em là luôn option nha, full nhà ốc Salaya nè, rất đẹp nè, full nhà ốc Salaya rất đẹp nè, một cặp phuộc Showa nè, và một cái đồng hồ mới nè. Đây, thì cái con này 19 triệu là được cái gì? Thứ nhất, điểm nổi trội nhất của cái con này là cái máy của nó cực kỳ êm anh em, tại vì mình đã làm lại full cái máy con này rồi. Cái máy này mình đã làm gần 5 triệu đó anh em, là mình lên ha, lồng code 1 zin nha, lồng code 1 zin luôn, một bộ cam cò mới, một bộ nồi trước sau mới, và tất cả dàn hơi mình đã làm kính khích hình kịch lại hết, kể cả bình xăng luôn, là cái cục máy này mình đã làm hơn 5 triệu rồi. Và nên nó rất là êm, nó rất là êm. Thêm đó nữa là một cái dàn áo được mình sơn màu đen bóng rất đẹp. Anh em coi trên đây, màu đen bóng của mình bên shop sơn nó rất là căng, độ căng bóng cao ha. Nhìn con xe rất là phê. Thêm cái nữa là một số cái option giống như là bộ full công tắc mới nè, dàn điện, tất cả mọi thứ là mình đã kiểm tra nè, mình đã làm lại hết nè. Một cái cặp đèn led này thì mình tặng nè, chó đèn mới ha, kiếng mới nè, bộ gỗ mới nè, ba ga mới nè, bộ công tắc mới nè, một cái đồng hồ mới nè, bao tay gù mới nè, rất là đẹp anh em ơi. Thì để mà phối cái bản độ này á, thì trên cái nền đen bóng thì nó đã rất là tối rồi anh em ha. Thì mình sẽ sử dụng là cái cặp mâm màu bạc. Cặp mâm ở đây thì mình sử dụng cặp mâm của thằng Viva FI, rất là nhẹ nhàng, mâm chính hãng Suzuki ha. Mâm này thì mình sử dụng màu bạc sáng để cho nó bật cái tông được của cái dàn chân lên, cho nó tạo ra được cái nét tương phản giữa cái màu đen bóng và cái màu bạc, rất là đẹp. Còn cặp phục sau thì đương nhiên mình sẽ sử dụng phục Showa rồi. Không phải là do mình tân bốc cái phụng này mình bán, mình tân bốc đâu anh em, mà thật sự mình đã sử dụng hết hầu như tất cả các dòng phục trên thị trường rồi. Thì thằng này nó chỉ đối với những cái tầm giá mà khoảng chừng 5 triệu đổ lại luôn chứ không phải 1 triệu nữa, thì thằng này là thằng êm nhất, nó cho độ nhún rất là êm, rất là dịu nhẹ, không có cứng giống như mấy cây phục độ ha. Và giá của nó cũng rất là rẻ, có 1,3 triệu thôi, mà hàng chính hãng nữa, chính hãng Suzuki dành cho Suzuki luôn, mà của hãng Showa, hãng phục danh tiếng nhất thế giới luôn. Thì cặp phục này thì quá tuyệt vời rồi. Nhông sinh dĩa thì mình cũng thay mới nè, 4 tháng trước sau rồi mình cũng đã kiểm tra đầy đủ ha. Heo trước mình đã vệ sinh rất là nhẹ nhàng, tuyệt vời luôn. Cái đặc biệt là cái máy con này cực kỳ êm nha anh em. Nói chung là nguyên một hệ thống chiếc xe này là mình đã test toàn bộ, mình đã fix toàn bộ, mình đã khôi phục về cái hiệu năng tốt nhất toàn bộ rồi ha. Sử dụng ha một cái cặp đèn led Osram. Đó giống như là những clip trước giờ mình đi á, thì cặp led này mình tặng cho anh chủ xe luôn. Nhưng mà khi mà mình đi cái cặp led này á, thì mình sẽ hơi tinh ý một chút xíu là mình sẽ không có cho thằng đèn hậu này dính chung với cái điện bình của thằng đèn led luôn. Vì như thế á, cái đèn nổi cái bóng đèn hậu này thôi nè, là nó đã 24W rồi, nó sẽ rất là hao điện và anh em có thể là dễ bị hư bình và hết bình ha. Thì mình sử dụng, mình tách ra
Thằng đèn hậu này thì mình sử dụng điện máy, còn thằng đèn pha mình sử dụng điện bình. Đó, khi mà mình đề nè, nó mới lên đèn hậu. Đó. Thì khi mà anh em á mà có lên đèn led ha, thì anh em cũng nhớ lưu ý chuyện này là chúng ta tách cái phần đèn hậu này ra. Đó. Tách ra thì nó sẽ bảo vệ bình của chúng ta lâu hơn, chúng ta sử dụng lâu hơn thì chúng ta không sợ hết bình. Đó. Anh em nghe máy không? Máy nó êm ru luôn anh em. Rất là êm luôn, hầu như là không có tiếng động luôn. Nãy giờ mình nổ máy á, chưa chắc mọi người đã biết là mình đang nổ máy luôn. Tại vì máy của con Su này nó rất là êm. À, rất là êm và nhạy nha anh em. Thì cái chiếc xe này rất là bốc, tại vì mình đã làm nồi trước nồi sau lại luôn, mình thay full cái nồi trước và mình làm cái nồi sau lại, nên con xe này rất là bốc. Rồi ok, thì đây là một cái bản màu đen bóng Knight Rider. Nguyên con xe này 19 triệu, thêm option nữa là 22 triệu mấy trăm đấy, mình không nhớ rõ chính xác. Miễn phí vận chuyển về cho anh trai ở Long Khánh luôn. Con xe này cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn anh Long Khánh đã liên hệ kênh và mua xe ở kênh nha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Chúc mọi người một năm mới là an khang thịnh vượng nha. Cảm ơn mọi người.